Son Jae-jin sở hữu dàn fandom siêu khủng, tình cũ của Huyên Binh còn phải thốt lên điều này. Son Jae-jin luôn là cái tên nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của giới truyền thông và khán giả. Với tài năng và tính cách hoạt bát hòa đồng của mình, cô dâu của Huyên Binh không chỉ sở hữu một lượng fan đông đảo, mà ngay cả giới nghệ sĩ cũng cực kỳ hâm mộ và muốn được hợp tác với cô. Cái tên đầu tiên trong dàn fandom hùng hậu của nữ chính hạ cánh nơi anh chắc chắn phải kể đến Song Hye-kyo. Mặc dù chưa từng hợp tác chung lần nào, thế nhân vợ cũ của Song Joong Ki lại rất mong muốn được một lần làm việc với Son Jae-jin. Không ít lần bác sĩ Kang đã nhắc đến đồng nghiệp của mình trong bài phỏng vấn, thậm chí cô còn tỏ ý muốn được xây dựng tình bạn ở ngoài đời với Son Jae-jin khiến nhiều người bất ngờ. Em gái quốc dân IU cũng được biết đến là một fan cứng của nữ thần họ Son. Trước đây giọng ca UNI đã không ngần ngại bày tỏ sự yêu mến với tiền bối khi chia sẻ: "Cổ điển là bộ phim yêu thích nhất của tôi và tôi là fan của Son Jae-jin, rất mong được một lần hợp tác với chị ấy." Với sự chuyên nghiệp cùng khả năng diễn xuất thần sầu của mình, không hề ngạc nhiên khi Son Jae-jin luôn là một trong những nghệ sĩ được các hậu bối tìm đến để chia sẻ và xin lời khuyên. Im Jona chính là một ví dụ điển hình cho việc làm ấy. Mỗi khi gặp vấn đề khúc mắc về diễn xuất, Jona luôn tìm đến người chị thân thiết của mình để được học hỏi. Một nhân vật máu mặt không kém phải kể đến người bạn thân may mắn nhận được hoa cưới của cặp đôi hạ cánh nơi anh là nữ diễn viên Gon Hyo-jin. Tình bạn thân thiết giữa hai chị đại khai biết hẳn không còn quá xa lạ với những ai yêu mến và theo dõi Son Jae-jin. Không hề khó hiểu khi cô bạn thân của nàng tài phiệt luôn dành nhiều lời có cánh mỗi khi nhắc đến chiến hữu của mình. Park Min-yeon cũng đã từng khiến khán giả bất ngờ khi thổ lộ: "Tôi muốn trở thành một nữ diễn viên có thể có một màu sắc rất riêng như chị Son Jae-jin." Tình cũ của Lee Min-ho còn bộc bạch rằng đã xem rất nhiều phim của Son Jae-jin và bị đổ gục bởi nét diễn đa dạng của tiền bối. Ngoài những cái tên nổi bật trên, một loạt diễn viên Hàn Quốc như Lee Si-yeon, Kim So-hun, Lee Joo-yeon, Han Hee-jin, Han Ji-hee, Lee Joon-hee, Park Ha-sun, Jura, Choi Kang-hee, Song Seon-jung đều từng dành sự mấy mộ cho Son Jae-jin qua những bài viết, bài phỏng vấn cá nhân. Điều đó phần nào đã chứng minh được độ nổi tiếng và sức hút vô cùng mãnh liệt của mỹ nhân họ Song trong mắt bạn bè đồng nghiệp. Khởi nghiệp với những video quảng cáo từ năm 1999, Son Jae-jin nhanh chóng được các đạo diễn để mắt với vẻ đẹp dịu dàng ngọt ngào phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc ở Hàn Quốc. Sau hàng loạt vai phụ trong nhiều dự án phim lớn nhỏ, Son Jae-jin có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi đảm nhận vai diễn trong phim Chi-wa-song vào năm 2002. Kể từ đây, Son Jae-jin được đạo diễn tin tưởng giao cho vai nữ chính trong nhiều phim điện ảnh truyền hình lớn. Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến phim Classic. Phim điện ảnh ra rạp năm 2003 đã mang về cho Son Jae-jin giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Best Actress Award lần thứ 39 và Grand Bell Award lần thứ 24. Bộ phim cũng giành được giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes. Khi làn sóng Hallyu bắt đầu trỗi dậy và có sức ảnh hưởng ở nhiều nước châu Á, Son Jae-jin đã để lại dấu ấn với vai diễn Hee-won ngọt ngào nữ tính trong Hương mùa hè cùng tài tử Son Seung-hoon. Sau một thời gian đảm nhận những vai diễn có màu sắc giống nhau, Son Jae-jin quyết định thay đổi. Nhờ đó, khán giả được thấy người đẹp vào vai một kẻ lừa đảo trong The Art of Seduction năm 2005, người phụ nữ đa tình trong My Wife Got Married 2008, hay tên cướp biển hung dữ trong phim bom tấn The Pirate 2014. Son Jae-jin thậm chí vào vai một người phụ nữ lớn tuổi phải lòng chàng trai trẻ trong Something in the Rain 2018. Trong 17 phim điện ảnh, Son Jae-jin đóng vai nữ chính. Tính tới giữa năm 2018, chỉ có 4 phim không hòa vốn ở thị trường nội địa, trong đó có Into the Wild Night và The True Business. Trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên cũng khẳng định vị thế với hầu hết bộ phim đạt tỷ suất người xem trung bình trên 10%. Dự án phim Sai Duyên cho Son Jae-jin với Huyên Binh Hạ cánh nơi anh đạt 21,7% ở tập cuối. Hạ cánh nơi anh xoáng ngôi yêu tinh trở thành bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp TVN. Lý giải sự nổi tiếng lâu dài của Son Jae-jin, nhà phê bình văn hóa Lee Moon-woon cho biết, so với những nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp cùng thời, Son Jae-jin và Jun Ji-hoon là số ít đã vượt qua thời gian để trở thành ngôi sao tên tuổi với sự nổi tiếng lâu dài. Thuở ban đầu, Son Jae-jin chủ yếu đóng vai những nhân vật yếu đuối được nam giới bảo vệ. Nhờ đó, cộng đồng fan của Son Jae-jin được xây dựng nhờ sự ủng hộ cuồng nhiệt của fan nam. Sau đó, cô ấy bắt đầu đảm nhận những vai diễn thử thách hơn và thu hút khán giả nữ. Cô ấy mở rộng tầm nhìn và nhận được sự yêu mến của cả nam lẫn nữ giới, nhà phê bình nói.